Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 153 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 153 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, Lưu Cẩn làm việc không phải chuyện gì cũng sai lầm, ví dụ như đo đạc đất đai, quả thật là có một số người tham ô phạm pháp xa lưới. Nhưng động cơ của lão không trong sạch, không phải là vì xã tắc, thiên thu, mà là vì chiến tích khi lão đang thượng nhiệm, cho nên khó tránh khỏi chỉ vì cái lợi trước mắt. Cái lão muốn chỉ là có thể báo cáo cho Hoàng thượng một sấp tấu chương vài chục chữ để thể hiện năng lực chính trị của lão thôi, cho nên quan viên phải đi thanh tra đều có chỉ tiêu cả. Mặc kệ có đất đai bị tham ô hay không, người không tra ra chính là thất trách, sẽ phải vào ngục. Những người này đương nhiên sẽ hung thần ác sát tới địa phương không hỏi rõ xanh đỏ đen trắng, chỉ quan tâm thu lại đất đai, khó tránh tạo thành dân biến. Lưu Cẩn bị Dương Thận chỉ trích vẻ mặt không chịu được nữa, lão kỳ quái mà lên tiếng nói: Dương đại nhân vừa mới vào triều, có phải quy củ có thể chưa rõ ràng? Ngài là lại bộ đô cấp sự chung, không phải hộ bộ, có phải đã đi quá giới hạn rồi không? Làm quan làm việc không theo quy củ thì sao thành được đấy? Dương Thận khẽ mỉm cười, thi lễ thật lâu với ông ta rồi nói: Công công, nói đến quy củ, công công là thái giám của Tí Lễ Giám, đến nội các nghe bản chính sự hình như không thích hợp cho lắm thì phải. Cánh tay này phải chăng còn dài hơn cả hạ quan rồi thì phải? Người... Lưu Cẩn vỗ bàn cái rầm, tức giận chỉ vào Dương Thận thật lâu, đột nhiên giận quá hóa cười, phất té một cái lên tiếng: Còn lít xanh, ta không so đo với ngươi. Hoàng Cảnh cười lạnh nói: Công công đại nhân đại lượng, không so đo với ngài, ta lại muốn tính toán với ngài đấy. Ngài đã quan tâm đến chuyện của hộ bộ ta, vậy ta cũng muốn hỏi việc của ngài lại bộ ngài đấy. Binh bộ đệ trình danh sách điều động 12 tướng lĩnh, còn đề nghị binh sĩ trong thiên nhân đội mà tổng đốc Dương Lăng đã giữ lại ở Lục Tính quay về nơi cũ. Vì sao bị ngài để một mực em đi vậy? Đào xưng trong trứng, không muốn trình lên ngự tiền sao? 12 tướng lĩnh, chỉ có 3 người được ngài thông qua vậy. Dương Thận cười mỉm nói: việc này sao? Chính là việc trong chức trách của hạ quan. 12 tướng lĩnh, phần lớn chưa lập công gì cả, vô công mà được ban thưởng, chưa từng có lệ này. Quan viên là cánh tay giúp hoàng thượng trị quốc, quan hệ trọng đại, hạ quan phải tra xét từng người một. Sao? Vô công không thưởng ư? Nếu hơn 100 năm mà không lập công gì, vậy tướng lĩnh sẽ không được thăng chức sao? Tích lũy kinh nghiệm không được thăng quan sao? 12 tướng lĩnh được đề cử này hoặc là đã sớm đầu nhập làm người của Lưu Cẩn, hoặc là gần đây đã tặng hậu lễ cho Lưu Cẩn để nhờ mua chức quan, giống như ba người Chu Đức An. Tuy nói là tặng lễ vật, hậu lễ mua quan, nhưng tốt xấu gì cũng có chiến tích. Dương Thận cũng không thể giấu nhẹm toàn bộ không báo, những quan lại khác y có thể kéo thì kéo. Vừa nghe lời của Hoàng Cảnh, Dương Thận đã nói: Quá lạm dụng ân thưởng thì quan viên không biết coi trọng, hiện tại cũng không còn nhiều chỗ trống trong quan lắm đâu, tích lũy kinh nghiệm thăng quan có cần thiết hay không đây? Y chắp tay với Lưu Cẩn rồi nói: Lưu công công trọng luật pháp, thường thi ân, bất kể danh lợi cá nhân, một lòng vì triều đình, ta cũng là học tập Lưu công công nha. Soạn xong Hiếu Tông thực lục, theo thông lệ nhóm Hàn Lâm tham gia biên soạn đều phải được thăng chức. Lưu công công chẳng phải chỉ thường bạc điều 16 vị Hàn Lâm đến lục bộ Nam Kinh thôi sao? Hàn Lâm viện hơn phân nửa nằm trong tay của Dương Đình Hòa. Lưu Cẩn hận cái đám Hàn Lâm này giả thanh cao, không chịu nịnh bợ mà thuận theo mình. Kết quả thực lực được soạn xong, dựa theo quy định những Hàn Lâm này nên được thăng chức, tiền lương cũng được tăng lên. Ông ta lại cười híp mắt mà thưởng cho mỗi người một chút bạc, sau đấy minh thăng ám giáng, phái toàn bộ đến lục bộ Nam Kinh dưỡng lão. Những Hàn Lâm này sẽ làm gì đây? Sẽ đùa bỡn với cán bút, châm chọc khiêu khích một phen, làm ầm ĩ đến mức toàn thành đều biết chuyện này.
Dương Thận mượn việc này châm chọc Lưu Cẩn một phen. Hoàng Cảnh không dám giằng co việc này, liền khinh thường cười lạnh mà nói: "Hòa ngôn xảo ngữ, răng nanh bén nhọn, đường đường đệ nhất thần đồng kinh sư, chẳng qua cũng là loại người giỏi khua môi múa mép mà thôi. Tuổi còn nhỏ mà chỉ biết cố ý cản quấy, đừng tưởng dựa vào phụ thân là muốn làm gì thì làm. Triều đình như vịnh nước sâu vậy, ngài cẩn thận bước nhầm vào vũng bùn, sặc một ngụm bùn đấy." Dương Thận dựa vào khoa cử mà vào triều, điều kinh kỵ nhất chính là có người nói y dựa vào mặt mũi phụ thân mới có thể làm quan. Nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, phẩy tay áo một cái, trả lời mỉa mai: "Y là tài tử mắng người không có lấy một chữ thô tục, ám dụ bóng gió, làm cho tên định hót bẩn thỉu đỏ bừng cả mặt mà và cổ, không nhịn được chỉ ầm lên." Dương Thận là một hiếu tử, thế nhưng phàm là những câu chửi người, không phải là mắng cha thì là chửi mẹ. Vừa nghe miệng ông ta mắng toàn ô ngôn uế ngữ, văn đấu lập tức thăng lên thành võ đấu. Dương Thận lên một quyền, Dương Thận tuổi trẻ, thân thủ lại gọn gàng, Hoàng Cảnh trả đòn, thế nhưng lại không đánh trúng. Hai người đã xem điện văn hòa thành đấu trường, người truy ta trốn, ầm ĩ một trận. Hoàng Cảnh liền hé ra con mắt đã bị đánh cho bầm đen kia nhìn khắp nơi, kêu la nên rằng con trai của đại học sĩ đánh người ngay trong triều. Dương Đình Hòa nhìn trận ầm ĩ này thực sự không nói gì, mặc kệ đúng sai, làm phụ thân phải ra dáng phụ thân, cũng không thể để người ta nói mình ra giáo không nghiêm. Thế là đi lên tóm lấy con trai, tát cho mấy bạt tay. Dương Thận cũng không dám trốn, thành thành thật thật đứng yên bị đánh. Lý Đông Dương thấy thế, vội ra vẻ người lớn tuổi khuyên can, không ngờ Hoàng Cảnh thừa cơ đánh nén, lại đánh một quyền trúng vai của lão, đánh cho lão nhân lảo đảo. Lúc này, Ngô Nhất Sơn cũng là hộ mộ cấp sự trung không nhịn được nữa. Ông ta là người của phái Thanh Liêm, Lý Dương, lập tức nhảy ra cùng đồng sự của mình đòi lại công bằng. Hai bên đều có bạn tốt, đồng liêu, người lão luyện thành thục còn biết tiến lên khuyên can, người trẻ tuổi lại lập tức xắn tay áo, xông vào trận, đánh để hỗ trợ. Một trận đánh này, đánh đến quên cả trời mây, Lưu Cẩn nhìn ngoại thần đánh nhau, trong lòng chỉ cười thầm, cũng không lên tiếng bảo dừng. Lão cáo giả Tiêu Phương cũng không tham gia vào trận ẩu đả này, ông ta lập tức gọi Tiểu Hoàng Môn, hầu hạ đi gọi người đến. Ngự mã giám Đỗ Phủ vừa lúc hôm nay đang trực, phụ trách an toàn ở trong cung, vội vã chạy tới nhìn thấy. Ôi giời ơi, tất cả đều là quan kìa. Đặc biệt là trong đám người có Dương đại học sĩ đang xanh mặt không biết đuổi đánh ai, phía trước có một đống đang chắn lại, phía sau một đống đang ngăn đón. Lý đại học sĩ lại bị một đám người đồng loạt chen lấn đến nghiêng ngả lảo đảo. Nhân mã của ngự mã giám và cẩm y vệ mà y dẫn tới thấy tình hình này cũng không dám dùng vũ lực cả lại. Đỗ Phủ đặc biệt thành thật, thật sự không còn chiêu gì nữa, lúc này mới nhanh như chớp đi báo tin cho hoàng thượng. Khi Dương Lăng chạy vội tới, cuộc chiến đã đến trạng thái gay cấn. Nhóm cấp sự trung tính tình vốn khá trầm ổn, tiến lên khuyên can bị người xô đẩy đẩy, có người còn trúng quyền, cũng phẫn nộ gia nhập trận đánh. Lục khoa cấp sự trung tổng cộng hơn 80 người, ngoại trừ người xin nghỉ phép ra, đi công tác ra, 60 người hôm nay tới đây toàn bộ đều gia nhập trận đánh. Dương Lăng nhón chân nhìn, cục diện rất là hỗn loạn. Chúng quan viên lôi kéo không ra thể thống gì cả, áo choàng thì rách toạc, ô sa rơi đầy, mặt mũi bầm dập, vừa động thủ vừa không ngừng phát động tuyên truyền thế công, trong miệng thì chi hồ giả dã, cũng không biết đang hô những gì. Bên trong cùng, Lưu Cẩn đang nhấc chân bắt chéo, bưng chén trà cười dài nhẹ nhàng thổi khí, giống như trước mắt không xảy ra chuyện gì vậy. Tiêu Phương đứng ở trong góc tường híp mắt vuốt râu bạc, trên mặt tỏ ra vẻ lo lắng, chỉ tiếc ánh mắt kia nhìn sao cũng thấy gian trá. Dương Lăng không để ý chuyện chào hỏi ông ta, vội vàng hô lớn: Dừng tay, đừng đánh nữa đi. Thanh âm của Dương Lăng không nhỏ, thế nhưng một từ dừng tay không hề có sức uy hiếp. Chúng quan văn đã giằng co thành một đoàn, có bóp cổ, có ôm đùi, căn bản không ai nghe lời của hắn. Dương Lăng không dám nói bậy, hoàng thượng giá lâm, đó là tội khi quân. Nhìn thấy tình hình không thể khống chế nữa, hắn thình lình hét lớn một câu: Đao hạ lưu nhân. Câu này rất hữu hiệu, chỉ sợ hoàng thượng có hô dừng tay cũng không hữu hiệu bằng. Hơn 60 quan viên đang ngầu đả soạt soạt cùng nhau dừng tay, đồng loạt mà nhìn ra cửa. Dương Lăng cười ha ha chắp tay nói: Chư vị đại nhân, lâu giờ không gặp. Lễ bộ đô cấp sự trung Hà Thần vội vàng buông quần áo của công bộ cấp sự trung lão vương gia trả lễ với hắn: Bái kiến lý quốc công gia. Dương Thận giãy hai cái quát lên: Búng ta ra. Hoàng Cảnh đang nhìn Dương Lăng đờ ra bị y giống một tiếng, vội nắm bắp đùi của Dương Thận đang bị ông ta nhấc lên xuống. Dương Thận vừa chỉnh quần áo vừa bước lên trước vái dài lên tiếng nói: Hạ quan bái kiến lý quốc công. Lần này chúng quan viên mới phản ứng được, liên tục buông đối thủ ra vái dài thi lễ với Dương Lăng.
Ấp hội trở lại như lúc mới họp ban sáng vậy. Mọi người lần lượt vái dài, cả sảnh đường hòa hợp êm ấm. Hiện tại Dương Long là quốc công địa vị trên cả tam đại học sĩ, ba người cũng đều tiến lên thi lễ, hàn huyên với nhau một phen. Dương Long nhân cơ hội hỏi tình huống, thế mới biết nguyên nhân xảy ra sự việc. Lưu Cẩn lúc này mới đặt chén trà xuống, ngoài cười thế nhưng trong không cười, bước lên trước mà nói: bái kiến uy quốc công. Lão gặp quốc công nên hành đại lễ, nhưng với quyền thế hiện tại của lão, rất nhiều quốc công thấy lão lại thi lễ ngược lại, cho nên Lưu Cẩn vô cùng ngượng nghịu thi lễ một cái, động tác hết sức tùy tiện. Dương Lăng cũng không để ý, tùy ý đáp lễ lại, hắn mỉm cười: Lưu công, nhiều ngày không gặp, khí sắc của Lưu công thật tốt à, rạng rỡ giống như trẻ ra 10 tuổi vậy. Lưu Cẩn cười gượng hai tiếng, nheo lại mắt nói: uy quốc công khí sắc cũng không tệ nha, đang hưởng phúc vậy, ái chà, dường như còn mập hơn kìa, mặt cũng trắng hơn, chẳng những càng anh tuấn mà cũng có khí độ oai phong của quốc công gia, ta nhìn thấy cũng vui mừng thay ngài. Hai người đối diện nhau cười to, chỉ là trong mắt không có ý cười. Mọi người bên cạnh thứ hai vị đại lão yên lặng lui một bước, chỉ nghe Lưu Cẩn nói: quốc công gia bây giờ không có việc gì, toàn thân nhẹ nhàng, hôm nay tuyết lớn như vậy sao lại đột nhiên hăng hái vào điện văn hoa vậy, không biết có chuyện gì vui không. Dương Lăng nháy mắt mấy cái, hắn cũng cười nói: bổn quốc công cũng đang lấy làm lạ, ấp hội ở điện văn hoa là nơi tam đại học sĩ và lục khoa cấp sự chung thảo luận chính sự, Lưu công công không chấn thủ ở ti lễ giám, sao lại ngắm tuyết mà lại ngắm tại tận đây vậy, cẩn thận để hoàng thượng nhìn thấy khiển trách ngài vượt quá quy củ đấy. Lưu Cẩn cứng người, đang muốn nói chuyện chợt nhìn thấy Đỗ Phủ cùng với Chính Đức Hoàng đế vội vã đi đến. Chính Đức Hoàng đế vừa vào cửa liền cân cổ hô lên: là ai đánh nhau, là ai đánh nhau, toàn bộ muốn ăn gậy rồi. Các khanh, ai nhá, Dương Khanh cũng ở đây sao? Vị cảnh sát quốc tế này vừa mới mắng hai câu, liếc mắt nhìn thấy Dương Lăng lập tức vui mừng đi đến. Dương Lăng và chúng quan viên bái chào, Chính Đức đỡ lấy hắn cười nói: miễn đi Dương Khanh à, khanh đã hai ngày không thấy báo viên gặp chấm rồi, sáng nay vốn định đi tìm khanh, đáng tiếc lại rơi tuyết lớn, bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu cũng nặng hơn. Chúng quan viên nhân cơ hội này vội vàng sửa sang lại quan dung của mình, có hai vị rất cả mũ vội vàng lùi ra sau đám người, tìm được mũ thì lặng lẽ quay về vị trí. Dương Lăng hỏi vội: Thái Hoàng Thái Hậu phượng thể chưa khói, nhóm thái y không có biện pháp gì hay sao? Sắc mặt của Chính Đức trầm xuống, khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt Dương Lăng chợt lóe lên, hắn nói: nội tử văn tâm, y thuật tinh xảo, hơn nữa nàng là nữ quan trong cung mà hoàng thượng phong, có thể gọi nàng đến để trần mạch xem bệnh của Thái Hoàng Thái Hậu một phen cũng được. Chính Đức vui vẻ nói: đúng vậy, sao ta lại có thể quên mất cô ấy nhỉ, tốt, lát nữa khanh đưa cô ấy đến đây. Chính Đức không phải loại người vui buồn không lộ, thương tâm nhanh, vui vẻ cũng nhanh, lập tức ghé sát vào lỗ tai của Dương Lăng rồi nói: Nhật Tiền nói với trẫm, đêm tân hôn khanh là tân nương tử, không nghĩa khí à, trò chơi vui như vậy lại không thông báo cho trẫm một tiếng. Chính Đức Hoàng đế xem 60-70 vị quan viên trở thành vật trang trí cũng quên mục đích mình tới đây, nổi hứng nói việc nhà của Dương Lăng. Lưu Cẩn nhìn thấy trong lòng cũng hơi canh tị, may mà ta đã đẩy hắn ngã xuống, bằng không lấy thánh sủng của hoàng thượng ta còn có thể lăn lộn được hay sao. Lưu Cẩn tiến về phía trước một bước, nói nhỏ nhẹ: hoàng thượng, lại bộ đô cấp sự chung bàn luận chính sự trên triều, nói một câu không hợp liền ra tay đánh người, nhưng chuyện này thật là buồn cười, mất sạch thể diện của triều đình rồi. Hình bộ cấp sự chung Lưu Văn Phượng lập tức khẽ khom người, trầm giọng nói: Dương Thận tuổi trẻ, kiến thức nông cạn, đức hạnh không đủ, ra tay đánh người khởi đầu mọi chuyện, thật sự không thể ra thể thống gì cả. Hạ quan buộc tội Dương Thận đánh mất lễ nghĩa của quan viên, theo lý nên bãi chức kìa. Một đám quan viên bên cạnh đã đầu nhập phe Lưu Cẩn từ lâu lập tức hưởng ứng: đúng vậy, mệnh quan triều đình còn không tuân thủ pháp luật, lấy gì phục thiên hạ đây, Dương Thận ỷ thế hiếp người, hoàng thượng phải nghiêm trị. Quần chúng khí thế giật rào, càng nói càng nghiêm trọng, giống như là không đuổi Dương Thận thì đại minh sắp mất nước tới nơi vậy. Chính Đức nghe nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Lưu Cẩn mừng rỡ, đang muốn thừa cơ góp lời để kéo tên tiểu khốn kiếp kia xuống, Dương Lăng bỗng nhiên cười ha hả nói: đại sự cái rắm, đến nỗi vậy sao. Khái quát một câu, sơ lược một câu, những cấp sự chung này lập tức ngậm miệng. Dương Lăng chắp tay nói: hoàng thượng, thần nhớ Lý đại nhân ủy thác đại thần, nguyên lão tam triều, đương kim thủ phụ đại học sinh, không chỉ từng giận dữ đoạt roi ngựa giận đánh quốc cứu gia Trương Hạc Linh trong hoàng thành, còn từng đoạt lấy vũ khí của kim qua võ sĩ trên kim điện đuổi giết khắp điện. Tiên đế cảm thấy rất có cảm tình, chung với quốc sử chẳng những chưa từng nghiêm trị, còn nhiều lần an ủi khen ngợi.
Dương Thận 13 tuổi vào kinh, rất được Lý đại học sĩ xem trọng, chẳng những thu làm môn hạ, còn xưng hô tiểu hữu. Đây đúng là những người cùng tính tình, ngay cả tác phong làm việc cũng không khác biệt cho lắm. Dương Thận tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm của y còn ít, khi bàn quốc sự thì không tính toán đến được mất cá nhân, thực là phúc của hoàng thượng. Nếu bồi dưỡng thật tốt, tương lai ắt sẽ là thần tử đắc lực của hoàng thượng kìa. Chính Đức vừa nghe chân mày lập tức giãn ra, còn không phải sao, Lý Đông Dương ngay cả trên kim điện còn cầm kim qua đánh cứu cứu ta, đánh nhau ở điện Văn Hoa thì có là cái gì chứ. Nhưng nhìn Lưu Cẩn khom lưng còn chưa đứng dậy, cũng không thể không để mặt ông ta được. Chính Đức phất tay áo một cái, trừng mắt nói: "Này này 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 này, nhìn các khanh xem, một đám áo mũ không chỉnh tề, không có chút lễ nghi gì cả. Có chuyện gì không thể từ từ nói chuyện mà nhất định phải động thủ? Mà nếu đã động thủ thì có thể phân cao thấp được, vậy chấm còn cần các khanh làm cái gì nữa đây? Điều một đám đại hán tướng quân tới làm lục khoa không phải được rồi hay sao? Một đám muốn ăn cậy có phải không? Đi, Đô phủ đâu rồi? Phát cho mỗi người một cái sáng, đi quét tuyết cho chấm, quét sạch sẽ tam đại điện thì mới được về." "Nô tài tuân mệnh." Đỗ phủ vội vàng lĩnh chỉ, hơn 60 cấp sự trung tất cả đều bị mang ra ngoài, phát cho mỗi người một cái sẻng đi quét tuyết trong hoàng cung. Chính Đức nói: "Thái hoàng thái hậu bệnh thể trầm trọng, chấm phải hồi cung thăm nom, các khanh cũng giải tán đi." Y vội vàng đi tới cửa, bỗng quay đầu lại nói: "À đúng rồi, Dương khanh vào cung có chuyện gì quan trọng gặp chấm hay sao?" Dương Lăng vừa mới nâng người dậy lại vội cúi người xuống nói: "Hồi bẩm hoàng thượng, là công chúa Vĩnh Phúc điện hạ gọi thần tấn kiến." Đôi mắt Chính Đức đảo tới đảo lui, như cười như không mà nói: Chấm hiểu rồi, ngươi đi gặp Vĩnh Phúc đi, chấm về cung trước đây." Lưu Cẩn nghe nói Dương Lăng do công chúa Vĩnh Phúc gọi đến, lập tức đoán được là vì chuyện tuyển phò mã, ông ta mắng thầm trong lòng một tiếng: "Dương Thận này phúc khí thật lớn, nếu không phải Dương Lăng trùng hợp vào cung, ta hôm nay có thể thừa cơ đuổi tiểu tử này ra khỏi lại bộ được rồi. Thời gian còn dài, Dương Lăng đã không ở trong triều nữa rồi, để ta xem hắn có thể bảo vệ được ngươi bao lâu đấy." Lưu Cẩn ngoài cười, thế nhưng trong không cười nói: "Uy quốc công, ba vị đạo sĩ, kia lễ giám ta còn có một số việc phải làm, cáo từ ở đây." "Tạm biệt, tạm biệt." Nhìn hai tay áo Lưu Cẩn buông rũ xuống, nghênh ngang đi ra khỏi điện, Dương Đình Hòa thở hắt ra một hơi, lắc đầu nói: "Quốc công, tự ngài rời khỏi triều đình, hiện giờ thiên hạ phong vân đã thay đổi, Lưu Cẩn càng ngày càng..." Ông ta có chút mong đợi nói: "Quốc công tuổi còn trẻ, lúc này lại rời khỏi triều cương, thật khiến người ta tiếc hận mà. Sự tin cậy của hoàng thượng dành cho quốc công vẫn không dám. Nếu tam đại học sĩ chúng ta cùng nhau dâng tấu thỉnh cầu, hoàng thượng nhất định sẽ ngoại lệ cho phép quốc công quay lại triều đình. Không biết quốc công..." Dương Lăng cười ha hả nói: "Hoàng thượng anh minh, trong triều lại có ba vị đại học sĩ, không có ta cũng không sao cả. Nếu như triều đình xảy ra đại sự, kẻ làm bề tôi chỉ cần có chỉ của hoàng thượng, đương nhiên sẽ tận tâm làm việc, không dám khinh nhẫn. Có điều tước quốc công mà tham gia triều chính, trước này chưa từng có đâu. Quy củ tổ tông không thể tùy tiện sửa đổi được, Dương Lăng không dám mạo phạm." Hắn mỉm cười chắp tay rồi nói: ta còn phải đi gặp công chúa Vĩnh Phúc điện hạ, xin cáo từ." Tiêu Phương và Lý Đông Dương vội vàng cũng chắp tay. Dương Lăng quay người đi, Dương Đình Hòa ở phía sau nói với theo một câu: "Uy quốc công thật sự phong hoa tuyết nguyệt vậy sao? Không có ý nói đến triều chính nữa sao?" Dương Lăng dừng người lại, ngửa đầu một lát, bùi ngùi mà nói: "Vạn sự không bằng ly trong tay, đợi người được bao lâu chứ?" Tiêu Phương thấy Dương Lăng đi ra ngoài, sờ sờ râu cũng chắp tay nói: "Nhị vị đại nhân, lão phu còn bận công sự, cáo lui, cáo lui." Dương Đình Hòa lại nhíu mày, sầu lo mà nói: "Hôm nay Lưu Cẩn đã bắt đầu nhúng tay vào ấp hội, thái giám ti điện cũng tự mình kiêm nhiệm, thông chính ti đã thành vật trang trí, tất cả tấu chương toàn bộ cũng phải thông qua tay của ông ta. Hôm qua có mấy người buộc tội Trương Vĩnh, xem ra ông ta đang có ý đồ với Trương Vĩnh rồi, muốn nắm kinh doanh trong tay rồi. Vốn dĩ Dương Lăng có thể chống lại ông ta, nhưng hắn lại tham chức quốc công phụ ủy thác của tiên đế, cứ như vậy nên làm sao mới được đây, làm sao mới được đây." Lý Đông Dương là người từng trải, nhìn ông ta đầy thâm ý, vỗ vỗ vào vai của ông ta rồi cười nói: "Giới phu, sao lại buồn lo vô cớ như vậy? Cho dù trời có sập xuống, cũng có những đỉnh cao chống đỡ mà, ngài lo lắng cái gì?" Xong ông ta chậm rãi nói tiếp: "Sắp sang năm mới rồi, lão phu đã không về quê nhà vài năm, chuẩn bị xin hoàng thượng nghỉ thật lâu về quê một chuyến, đầu xuân sang năm lại về." Dương Đình Hòa vừa nghe liền nóng nảy kéo tay ông ta một phen rồi nói: "Không đi được, lão đại nhân à. Thái độ của Tiêu Phương đối với Lưu Cẩn rất là ám muội,
hình như có ý hùa theo. Nếu ngài cũng đi luôn vậy trong chiều, còn ai có thể đối phó với Lưu Cẩn nữa đây? Lý Đông Dương nhẹ nhàng phúng tay áo, thấp giọng nói: Lưu Cẩn vì Uyên đuổi cá, vì cây đuổi chim, lão phu sao lại ở đây cản chuyện tốt của người ta chứ? Dương Đình Hòa buông lòng tay, có chút hiểu ra, nhìn bóng dáng của Lý Đông Dương. Lý Đông Dương từng bước một vững vàng hiên ngang đi ra khỏi điện Văn Hoa, quay đầu nhìn đội ngũ quét tuyết khí thế ngất trời dưới sự giám sát của Đỗ Phủ, vuốt râu khẽ mỉm cười, nghênh ngang rời đi. Chủ quản hộ bộ Ti Khố Ảm Đông Thần thất tha thất thểu trở lại phủ, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc. Phu nhân nghênh đón, phủi tuyết đọng trên người của ông ta, thân thiết hỏi han: Lão gia, đã xảy ra chuyện gì rồi? Khí sắc của ông sao lại kém như vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Ảm Đông Thần ngồi trên ghế, nhìn thẳng về phía trước, thì thầm lẩm bẩm thật lâu, bỗng nhiên nói: Dạ nhi đâu rồi? Mau mau, mau thu thập hành lý, bà dẫn nó về nhà mẹ đẻ, thăm người thân đi, mang hết nữ trang trong nhà đi đi, mau. Ông điên rồi sao? Phu nhân Lý Thị chấn động: Lão gia, thân thể dạ nhi sao chịu được hành hạ như vậy? Từ đây đến Ba Châu tuyết rơi lại lớn như vậy, xe còn chưa tới. Dạ nhi đã... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ảm Đông Thần cười khổ một tiếng rồi nói: Lưu Công Công ở trong cung, Lưu Cẩn đấy, bỗng nhiên tra xét Tây Thập Khố. Ông ta nhấc chén lên, hớp một ngụm rồi tiếp tục nói: Vốn dĩ Tây Thập Khố cứ 2 tháng báo cáo số lượng xuất nhập một lần, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn ra được vấn đề gì cả. Ngờ đâu rằng... Ông ta oán hận, dậm mạnh chân: Lưu Cẩn chẳng biết là nghe ý của ai, tra một lần thanh tra xuất nhập hàng của 3 năm liền, không thể giấu giếm, lần này thật sự không giấu được nữa rồi. Sắc mặt của Lý Thị cũng thay đổi, kinh hoàng mà nói: Vậy không còn cách nào khác, trước kia kiểm toán phát hiện vấn đề, chẳng phải cho người kiểm tra chút bạc là xong rồi hay sao? Ảm Đông Thần cắn răng cười lạnh: Tên khốn kiếp Lưu Cẩn kia, xem như ta không biết hay sao, đổ trong kho ông ta cũng tham không ít, bao nhiêu thứ đều chuyển vào phủ ông ta, nhưng bản thân ông ta thì ăn thịt, người bên cạnh ngay cả nước canh cũng không chừa. Những kẻ được phái tới kiểm kê toàn bộ đều nhận nghiêm lệnh của Lưu Cẩn, tài sản phi pháp, cứ 10 phần thì có 1 phần là tiền thưởng. Nếu ai dám gạt ông ta một mình dung túng, bắt giam cả nhà, còn ai dám nhận bạc của ta ư? Còn ai dám nữa đây? Hơn nữa... Ông ta đứng lên chỉ khắp nơi rồi nói: Đại trạch của chúng ta, nhà cũ ở Ba Châu, những món đồ cổ, tranh chữ này, hơn 1.000 khoảnh đất đai trong nhà kia, vậy là bao nhiêu bạc đây? Trong nhất thời làm sao có thể kiếm được ngân lượng để lấp đầy cái động không đáy của đám người đó chứ? Ông ta cười thảm nói: Xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Bọn họ mà đến, liền phong hết tất cả sổ sách, thay đổi thủ vệ trong kho, sau đó trục kho kiểm toán. Bây giờ kho giáp tự đã kiểm xong rồi, thái giám quản kho cũng là người quen trong cung của Lưu Cẩn, cũng bị gông xiềng giam vào ngục rồi. Chỗ đó đi vào chỗ đó còn bị lột một lớp da, còn có thể đi ra sao? Vương trưởng kho, Hoàng đại nhân đều đã bị bắt. Lưu Cẩn độc ác, thường nói đạo pháp không trách chúng, nhưng Lưu Cẩn ông ta còn lớn hơn cả pháp kìa. 162 người, bà biết không? Chỉ cần liên quan tới vụ án, mặc kệ tham ô là bao nhiêu, đều bị liên lụy vào. Một kho giáp tự bị bắt 162 người, có thể sống sót, ta đoán không có một nửa đâu. Ảm đại nhân dơ lệ, tuyệt vọng mà nói: Ta là quan trưởng quản đang phạt khố, cuối cùng mới tra đến ta. Cả nhà chúng ta còn có thể đoàn viên được cuối năm. Sau đó thì đợi xét nhà chém đầu đi thôi. Lý Thị che miệng, run run mà nói: Ông trời của ta, bắt nhiều người như vậy, ông ta đều bắt sạch từ trên xuống dưới kho giáp tự rồi sao? Cũng không phải là bắt sạch. Ảm đại nhân ủ rũ nói: Phó quản kho giáp tự là Khâu đại nhân không việc gì cả, ông ta tham cũng không ít hơn ta đâu. Sao? Lý Thị bắt lấy tay của ông ta vội vàng nói: Ông ta tặng bao nhiêu bạc vậy, có cách gì vậy, chi bằng chúng ta cũng nhờ vào ông ta. Vô dụng thôi. Ảm đại nhân đẩy phu nhân ra, si ngốc rồi nói: Khâu đại nhân là đệ đệ của Khâu Phỏ Mã, bọn họ nhờ công chúa An Quốc tặng cho tổng quản phủ nội vụ Mã Vĩnh Thành một số vàng lớn. Sau đấy Mã Vĩnh Thành đi cầu xin Lưu Cẩn, lúc này mới buông tha một mình ông ta. Dù là thế như thế, ông ta cũng đã bị trừng trị đến an phận hơn, ông ta còn dám giúp người khác sao? Chúng ta... Vừa nói tới người này, cậu em và ông ta cùng với Lý Hổ làm việc ở Tây Thập Khố, ầm một tiếng tông cửa vào, hồn bay phách lạc nói: Tỷ phu, việc lớn không hay rồi.
Vương trưởng kho xác nhận ca ca ông ta cũng tham gia vào vụ án này. Nhà cậu của Hoàng Đại cũng vậy. Bây giờ người của Đông Sướng, phụng mệnh của Lưu Cấn ra khỏi thành xét nhà của bọn họ. Chúng ta làm sao đây? Làm sao đây? Lý Thị vừa nghe hồn bay phách lạc, sớm biết vậy sẽ không tham tiền bất nghĩa như thế này nữa rồi. Ba tỷ tỷ, năm huynh đệ, nhà mẹ đẻ của bà đều dựa vào vị trượng phu làm quan này để mà phát tài. Lần này còn không phải bị Lưu Cẩn bứng cả ổ hay sao? Hoạn quan độc ác kia ăn thịt người cũng không nhả xương. Cho dù là ói hết bạc ra, chị e có thể bảo vệ toàn thây đã là tốt lắm rồi. Thân mình của Lý Thị mềm nhũn, đặt mông ngồi bệt xuống đất, ôm lấy chân của ảm đại nhân kêu lên. Vậy phải làm sao bây giờ? Da của ta ơi, cả nhà chúng ta bị người ta chém đầu. Cứ tên Lưu Cẩn đáng chém ngàn đao kia. Sao ông ta không té ngã đập đầu, chết đi cho rồi? Trời ơi là trời ơi! Lý Hổ nuốt đứt miếng nói. Tỷ phu, bằng không chúng ta chạy đi. Chạy sao? Chạy đi đâu? Cả một nhà chúng ta, ta thù nhỏ đọc sách, sau đó thì làm quan, ra khỏi kinh thì không nhận ra đường nữa rồi. Hơn nữa để cho rằng sưởng vệ mà ngu ngốc như vậy sao? Đang tra tây thập khố, có thể không nhìn chúng ta hay sao? Lý Thị còn đang khóc lóc nỉ non, bị ảm đại nhân bụm miệng, bà lại quát lên. Chớ có lên tiếng, để người trong phủ nghe được. Lỡ như có mật thám của sừng vệ, ta và bà đều bị ngũ mã phanh thây kìa. Lý Thị lau nước mắt nước mũi, tóc tai bù xù nói. Còn mật thám sừng vệ, ông là quan to cỡ nào chứ? Người ta chịu để mặt ông, phái mật thám đến nhà ông sao? Bà ta lại ôm chân đệ đệ, khóc lóc rơi nước mắt nói. Sao ta lại không có huynh đệ kết thân với hoàng gia chứ? Lần này cả nhà hoàn toàn kết thúc rồi. Bám hoàng thân, bà sinh được con gái tốt sao? Nếu ta có đứa con gái làm hoàng hậu hoặc là có con trai làm phò mã thì... Ảm đại nhân nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, hai mắt xuất thần xa xăm, con ngươi đen tỏa sáng. Lý Thị bị hù cho co rúm lại một chút, run rẩy nói. Lão gia, ông làm sao vậy? Ông đừng để dọa đến điên rồi chứ. Ta không điên. Ảm đại nhân yên lặng nói. Nhi tử của ta, con trai của ta vừa mới 16, đã đỗ cử nhân, rất tuấn tú, lại có công danh, không phải công chúa Vĩnh Phúc cũng đang tuyển phò mã hay sao? Đây chính là ngự muội của đương kim hoàng thượng. Nếu như đoạt được cuộc hôn nhân này, ngay cả Lưu Cấn cũng phải tính toán cẩn thận kìa. Không cần một đồng nào cả, nhà chúng ta cũng có thể vững như Thái Sơn, gió thổi không ngã được. Nhi tử của ta sao? Lý Thị nước mắt đầy mặt, ngây ngốc nói. Bệnh của dạ nhi đỡ rồi hay sao? Làng trung chẳng phải nói, dù chăm sóc tốt đến mấy cũng không qua được đầu xuân sang năm hay sao? Mà cho dù có được tuyển, nếu như công chúa vượt qua khỏi cửa, dạ nhi liền... Hoàng thượng sẽ không xét cửu tộc nhà ta sao? Ảm đại nhân am hiểu quy củ quan trường và hoàng gia, ông ta u ám cười rộ lên. Không có chuyện đó đâu, cho dù là hoàng thượng có khi cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt nữa thôi. Cho dù đang bái đường mà như tử chúng ta đoạn khí, người cũng phải công nhận cuộc hôn nhân này. Công chúa cũng vĩnh viễn xem như là con dâu của ảm gia chúng ta rồi. Chúng ta chính là hoàng thân quốc thích. Công chúa Vĩnh Phúc cho dù hận không thể ăn thịt chúng ta, ngoài mặt cũng phải gọi cha mẹ, cũng không thể trơ mắt nhìn cả nhà chúng ta bị chém đầu được. Lý Hổ ngây ngốc nói. Tỷ phu, cháu trai nhất định có thể được tuyển hay sao? Nếu không được tuyển thì cũng vô dụng thôi. Sao lại không thể chứ? Ảm đại nhân cười lạnh. Tuyển phò mã là tuyển thiếu niên 14 tới 16 tuổi. Ở cái tuổi này đỗ tú tài còn chẳng được mấy người, để cho rằng ai ai cũng là thần đồng giống như Dương Đình Hòa sao? Dạ nhi là cử nhân, đây cũng là một mình một cõi rồi. Dáng vẻ của nó cũng điềm đạm nho nhã, cũng rất xứng đôi. Huống chi... Ảm đại nhân ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Chức quan của ta mặc dù không lớn, nhưng ta là quan quản nội kho của hộ bộ, thường xuyên tiếp xúc với thái giám các ty trong cung, chỉ cần có thể cho bọn họ nhiều bạc. Điều kiện nhi tử lại xuất chúng, công chúa Vĩnh Phúc không gả vào nhà ta thì còn gả đi đâu được nữa đây? Công chúa điện hạ, nếu có gì không tiện nói với các thần tử, vậy tại hạ liền sẽ đi giới hạn một phần vậy. Điện hạ có thể thử xem thần làm người bạn tri âm, có tâm sự gì hãy nói với thần. Lời của nàng nói vào tai thần, trừ trời đất quỷ thần ra, Dương Lăng sẽ không để người thứ ba biết được. Điện hạ, chi bằng nói ra cho thoải mái đi. Công chúa Vĩnh Thuần dưng dưng đắc ý chỉ vào mặt mình, lại chỉ vào ngực của Chu Tương Nhi mà nói. Ta là người thứ ba, ngươi là người thứ tư. Lý Thị ngẫm một chút bỗng đứng lên. Được, ta thấy được đấy. Nhi tử đột nhiên bệnh nặng, thấy sắp không sống được nổi nữa rồi. Lúc sắp chết lại cưới công chúa làm vợ, người làm mẹ như ta cũng không làm nó thất vọng. Huống chi cũng có thể cứu tính mạng cả nhà. Lão gia, mau để dạ nhi đi tuyển phò mã đi thôi. Lý Hổ vô chán nói. Đệ nhớ ra rồi, hôm nay dường như là ngày cuối cùng. Hơn nữa người không có công danh không cho phép báo danh nữa kìa.
qua khỏi ngày hôm nay thì không còn cơ hội nữa đâu. Ảm Đông Thần vội vàng la lên. Thanh tra xong Tây Thập Khố cũng phải sang đầu xuân, mà tuyển phò mã chậm nhất là cuối năm có thể chọn ra được. Chỉ cần làm hết nạp tài, vấn danh, nạp cát nạp trưng, coi như đã định thân phận được rồi. Chính hoàng thượng cũng không thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra được. Còn có cơ hội, tính mạng và vinh hoa phú quý của toàn gia chúng ta toàn bộ trông cậy vào Dạ Nhi cả. Mau, phu nhân mau chóng gọi nó dậy đi. Hồ Tử, chuẩn bị xe ngựa, lập tức dẫn nó đi báo danh. Lúc bấy giờ Dương Lăng trở lại chắc điện. Công chúa Vĩnh Phúc đã tới trước rồi, đang nhíu mày đi đi lại lại trong điện, bộ dạng đầy tâm trạng. Bình thường điện này khá vắng lặng, bởi vì hôm nay công chúa tiếp khách. Dương Lăng lại là thân phận cao quý, cho nên khi Dương Lăng vừa tới, lò than đồng bốn góc đã được châm đỏ lửa, bức bình phong gỗ đào giang sơn nhất lãm hai bên, hai con hạc cũng nhả khói trầm hương nghi ngút, bỗng chốc mùi hương khí hợp lòng người, ấm áp như mùa xuân. Vừa thấy Dương Lăng tới, công chúa Vĩnh Phúc liền bước lên trước nghênh đón. Nàng nói: "Bái kiến quốc công." Dương Lăng cũng chắp tay nói: "Để công chúa chờ lâu rồi." Công chúa Vĩnh Phúc mỉm cười nói: "Thật ra mệt là quốc công chờ lâu mới phải, bổn công chúa vừa mới tới thôi." Dương Lăng lúc này mới chú ý tới chiếc áo tơ tằm màu tím mặc trên người của nàng, bên ngoài còn khoác một chiếc áo màu xanh thêu hoa, chiếc váy lụa màu xanh đậm, chiếc áo choàng màu càng trong suốt trên người còn chưa cởi xuống, rõ ràng là nàng vừa mới tới không lâu. Công chúa Vĩnh Phúc xoắn ngón tay lại, lén nhìn Dương Lăng, sau đấy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lúc này mới nói: "Quốc công mời ngồi." Dương Lăng gật đầu, ngồi ở ghế đối diện với nàng, im lặng đánh giá công chúa Vĩnh Phúc. Công chúa Vĩnh Phúc da trắng như tuyết, kết hợp tỉ giáp màu xanh nhạt, rất uyển chuyển, khí khái. Thể thái của nàng nhẹ nhàng, eo nhỏ ngồi ở đấy, đôi nhu hoa trước ngực đầy đặn cũng mơ hồ hiện ra đường cong tuyệt mỹ. Công chúa Vĩnh Phúc còn đẹp hơn hoa, chỉ là trên đầu lông mày có chút u oán, có khí chất của người phụ nữ trưởng thành. Tim của Dương Lăng đập mạnh. Người con gái khác nhau có phong tình khác nhau, như trăm hoa đua nở, mỗi người đều có tư thái nét đẹp riêng. Mặc dù dung nhan của Vĩnh Phúc không phải là sắc nước ngưng trời, nhưng khí chất của nàng khiến người ta phải ngưỡng mộ. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một cử động đều không hề có chút sợ sệt, khẽ ngồi xuống, mang lại cho người ta cảm giác khác lạ. Dương Lăng không dám nhìn nhiều, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn vào mũi giày để lộ ra dưới chân váy của nàng, chắp tay mà nói: "Không biết điện hạ triệu tập thần tới đây là có chuyện gì dặn dò vậy?" "Hả?" Công chúa Vĩnh Phúc khẽ thốt lên một tiếng, tâm thần hoảng hốt bỗng tỉnh lại. Nàng ngây ngô nói: "Bổn công chúa đúng rồi, quốc công khi còn ở Tứ Xuyên có quen quận chúa thuộc vương phủ là Tưng Nhi đúng không?" "Đúng vậy." Dương Lăng chỉ nói hai từ, Vĩnh Phúc đã không biết nói thêm gì nữa, hai tay của nàng đan vào nhau hồi lâu mới thốt lên được một câu: "Mẫu hậu rất quý Tưng Nhi, tấn phong cô ta làm công chúa. Sáng nay vừa mới tới, sau khi gặp mẫu hậu, bổn công chúa vừa mới thiết yến để đón gió tẩy trần cho cô ta." Phía đối diện không có âm thanh, công chúa Vĩnh Phúc căng thẳng ngẩng đầu lên. Đúng lúc Dương Lăng cũng hiếu kỳ ngẩng lên nhìn, còn có bờ môi của hắn cũng cười mà như không cười, khiến cho công chúa Vĩnh Phúc càng hoang mang hơn. Phía sau tấm bình phong đại điện, hai cô gái ngồi cạnh, một màu hồng phấn, một màu xanh nhạt, đều có dáng người nhỏ nhắn, da rẻ trắng trẻo, xinh đẹp, khiến người ta hận là không thể nuốt được. Nhẹ nhàng lấy quỷ trảo hích vào công chúa Vĩnh Thuần ngồi ở bên, Chu Tương Nhi ghé sát vào tai của nàng thì thầm nhỏ như tiếng muỗi: "Vĩnh Phúc tỷ tỷ rất sợ cái tên họ Dương kia." Vĩnh Thuần lườm nàng một cái nói: "Ngu ngốc." Chu Tương Nhi túm lấy vành tai của nàng khẽ nói: "Người mới là đầu ngốc kìa, họ Dương lại không phải là phó mã gia, cô ta gọi người tới báo cáo với người lớn trong nhà mình làm gì?" Vĩnh Thuần bị khẩu khí làm cho ngứa tay, nàng nhún vai né bàn tay của Chu Tương Nhi, giơ thẳng bàn tay lên thở dài một tiếng, giống như chú chó nhỏ nhìn vào lỗ lẻ ở dưới hai bức bình phong vậy. Dù nói dưới chân là thảm nhung dày dặn, nhưng bộ dạng này thực sự không có chút hình tượng công chúa nào cả. Chu Tương Nhi vẻ mặt cười xấu xa, cuộn ngón tay lên mông của nàng, bỗng bắn một cái, đầu của Vĩnh Thuần cũng không buồn quay lại, đưa tay ra vũ nhẹ. Hai cô gái ở phía sau vừa nghe nén vừa trêu nhau. Phía trước Dương Lăng ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Công chúa, người tìm thần tới nhất định là có chuyện cần nói hay sao?" Dương Lăng từ khi vào kinh tế này nhận được sự tin tưởng trọng dụng của tiên đế và đương kim hoàng thượng, cũng có giao tình rất tốt với hai vị điện hạ, Dương Lăng nhất định cảm kích trong lòng. Nghe Dương Lăng nói như vậy, mặt công chúa Vĩnh Phúc bỗng ngừng đỏ lên, nàng lên nói: "Bổn công chúa vẫn luôn muốn làm bạn với ngươi, ta muốn." Thấy trong điện không có người ngoài, nếu nói Dương Lăng tâm sự của mình và nói với hắn thực sự còn dễ hơn là nói với mẫu hậu ở trước mặt hoàng huynh, nàng cắn môi liền nói:
Ta muốn hỏi quốc công, chuyện chọn phò mã đã có manh mối gì chưa? Ồ, chuyện này... Dương Lăng sao dám nói, mình đã 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới chứ. Kỳ thực ngoài ngày đầu tiên, ra căn bản không đi đâu cả. Hắn kiên trì nói, chuyện này, quá trình tuyển chọn vô cùng phức tạp. Ta và Thọ Linh Hầu Gia, rồi Tất Công Công đã chọn lựa kỹ càng. Bước đầu đã chỉ còn lại 20 thanh niên tuấn tú. Ngày mai, 3 người vi thần sẽ tiến hành lựa chọn cuối cùng, sau đó sẽ chọn ra 3 người, dẫn vào cung xin Hoàng Thượng và Thái Hậu quyết định. Công chúa Vĩnh Phúc lặng nhìn hắn hồi lâu, cho tới khi Dương Lăng chột dạ cúi đầu xuống. Công chúa Vĩnh Phúc mới khoắt tay nói, các người đều lui xuống đi, chứ được ta cho phép không được vào điện. 4 tiểu hoàng môn, 2 cung nữ liền lui xuống. Trong đại điện trống rỗng, chỉ còn lại 2 người ngồi đối diện nhau. Công chúa Vĩnh Phúc nhìn chằm chằm vào làn khói từ miệng con hạc nhả ra nhẹ nhàng bay lên, hồi lâu mới khẽ thở dài nói, quốc công, chuyện đại sự cả đời của bổn công chúa, ngươi căn bản không để trong lòng sao? Dương Lăng liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt u oán của công chúa Vĩnh Phúc. Ánh mắt của hắn bất giác cụp xuống, hồi lâu mới bắt đắc dĩ nói, điện hạ chớ trách, ta thực sự không sao để tâm được. Cũng không phải ta cố ý chậm trễ thanh ý, thực sự là... Công chúa Vĩnh Phúc vừa cười vừa nói, người muốn ta xem ngươi là bạn, sao mình lại nuốt lời như vậy? Dương Lăng, bây giờ ngươi không phải là quốc công, ta không phải là công chúa. Người con gái trước mặt ngươi tên là Chu Tú Linh, một người con gái bị ngươi nắm giữ hạnh phúc cả đời. Xin ngươi đừng xem đó là một chuyện công vụ, thành thật với nhau nói cho ta biết tâm tư của ngươi đi, được không? Dương Lăng mới biết khuê danh của nàng, Tú Ninh, Tú Đình, hóa ra đây là tên của 2 cô công chúa, Vĩnh Phúc và Vĩnh Thuần. Hắn sợ hãi đứng lên, khúm lúm mà nói, Điện hạ quá lời rồi, Dương Lăng... Ây da, Dương Lăng nói thẳng vậy. Hắn nhớ tới lời của Hồng Nương Tử đã nói, xúc động lên tiếng, đàn ông sợ đi sai đường, phụ nữ sợ lấy nhầm chồng, đây là đại sự cả đời, sao không cẩn thận được chứ? Đàn ông đi sai đường còn có thể đi lại, phụ nữ lấy nhầm chồng thì cả đời bị nhầm. Dương Lăng đối với chuyện đại sự cả đời của điện hạ nào dám làm qua loa chứ? Thế nhưng... Hắn bất đắc dĩ nói, Dương Lăng không biết nên làm như thế nào để giúp điện hạ chọn được một vị phò mã vừa ý. Thần luôn không sao quan tâm tới chuyện trừ vương quán, thực sự là vì không thấy như vậy có thể chọn ra được một vị hôn phu khiến cho công chúa hài lòng. Chọn ra một phò mã như vậy như là chơi đánh bạc vậy. Dương Lăng chính là muốn quan tâm tới chỗ đấy. Đối với canh bạc này, hoặc thua hoặc thắng, cũng không thể giành thêm được lợi thế gì cả. Tiếng thở hổn hển của công chúa Vĩnh Phúc vang lên. Phò mã, từ xưa đến giờ là tuyển chọn như vậy, có gì không ổn đây? Hai tay của Dương Lăng nhất quán, không còn cách nào khác nói. Từ xưa như vậy là đúng sao? Thần thì ngày ngày ở đây có thể làm được cái gì chứ? Chọn người không ngoại trừ 3 kiểu. Một là tướng mạo, hai là tài học, ba là phẩm chất. Mặc dù chọn ra được một thiếu niên phong thần nhưng học, tướng mạo tuấn tú, thích hợp làm vị hôn phu thì sao đây? Ngay cả một người đàn ông chọn vợ, trước tiên vẫn là chữ đức, huống hồ là phụ nữ. Tướng mạo đẹp, không có đức hạnh lỗ mãng. Thần đều qua tra hồ sơ hoàng gia trước đây, tuyển chọn phò mã như vậy không ít chút nào. Chỉ là bị quy tắc của hoàng gia đè nặng, không dám ngạo mạn đắc ý mà thôi. Nói lý ra, trộm hương cắp ngọc cũng không ít. Trong đó phần lớn là sợ hoàng gia không dám tiếp nhận nữ nhân, là chuyện đồng bóng, đồng tính. Công chúa Vĩnh Phúc nghe xong mà nóng bừng mặt lên, nàng ở thâm cung nào biết bên ngoài, đáng ghê tởm. Công chúa sống trong thập vương phủ, một năm trôi qua cùng phò mã, chẳng khác gì nhu lang chức nữ. Nhưng phò mã gia không dám động nữ sắc, bị người ta bắt được thì phải làm sao? Bố vợ hoàng đế giết chết con rể cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Phò mã gia chỉ có thiếu niên lại xinh đẹp như hoa, cộng thêm Đại Minh vốn là có nam phong, làm chuyện đồng tính, thậm chí con gái ở thân phận nữ nhân có gì là ly kỳ? Bạn thân đồng tính cùng nằm ngủ chung, hoàng đế ngươi cũng quản không nổi. Công chúa Vĩnh Phúc tưởng tượng nếu như phu quân của mình là nữ trang đóng giả phụ nữ tới lấy lòng một người đàn ông, trong lòng không khỏi muốn nói. Nàng quay đầu đi chỗ khác, bộ ngực căng phồng, cắn chặt môi không nói. Dương Lăng lại lên tiếng, hơn nữa về tài học, đây là công chúa tuyển phò mã, không phải là triều đình tuyển trạng nguyên. Mặc dù tìm được một đại tài tử thân cao 8 đấu, đại tài tử và vị phu quân tốt chẳng có gì quan hệ với nhau cả, càng không phải là bảo đảm của vợ chồng ân ái. Còn có phẩm chất, còn nhớ trước đây triều đình có một vị công chúa tuyển phò mã là vị Hiếu Liêm, phẩm chất của người đấy cao thượng, chí nhân chí hiếu, không bất kính với ai cả. Kết quả là vừa ở cùng với công chúa đã bực bội thay quần áo cũ, rời khỏi phò mã phủ trở về nhà. Đó là một ý chí trượng phu và khí độ của người đàn ông hay sao? Thật ra hắn rất chí hiếu. Lão mẫu chết bệnh, hắn liền tuyệt thực với người mẹ đã mất kia, hiếu đạo vô cùng, nhuần nhuyễn. Đó là đạo làm chồng, là đạo làm cha hay sao?
Tuyển phu quân, tướng mạo tài học nhân phẩm, cố nhiên là quan trọng, lại không phải là gấp nhất. Hiện giờ để thần vì điện hạ mà tuyển phò mã, lại chỉ có thể bắt tay vào từ những phương diện này. Công chúa, người bảo thần phải làm thế nào đây? Công chúa Vĩnh Phúc hoang mang lo sợ nói, vậy theo ý của quốc công, phò mã này có nên tuyển không? Dương Lăng im lặng một hồi mới khẽ lắc đầu nói, không cần tuyển, phò mã là phu quân của công chúa, có thể ân ái vợ chồng hay không còn phải xem phò mã có thích công chúa hay không, công chúa có thích phò mã hay không. Nếu cả hai người yêu thương nhau, đó là vợ chồng ân ái. Nhưng công chúa có cơ hội đi làm quen với họ, biết ai hợp ý với mình, còn trái tim mình thì sao đây? Không có cơ hội, mãi cho tới đêm động phòng hoa chúc công chúa mới biết được tướng mạo của phò mã ra. Về phần hắn ta có hợp ý với mình hay không, đó là chuyện sau này khi thành thân rồi. Công chúa Vĩnh Phúc từ trước đến giờ không cảm thấy phụ nữ tam môi lục chứng tuyển phu quân, đêm động phòng mới gặp phu quân có gì là kỳ lạ đâu. Dù sao chuyện này là bản thân nàng tự hiểu mà cũng chứng kiến nhiều, mọi người đều làm như vậy. Nói như vậy, hiểu như vậy thì rất ít người nghĩ nó có hợp hay không. Lúc này Dương Lăng vừa nói nàng mới cảm nhận được như vậy thì thật là hoang mang. Công chúa xuất giá lại khó quay đầu lại, dù thực sự chọn được một người có tướng mạo, tài học, phẩm đức đều là xuất chúng, tính tình của hắn có phù hợp với mình hay không? Giữa vợ chồng quan trọng là cái tình, nếu tính cách không hợp thì tình còn có ý nghĩa gì đây? Dùng cả cuộc đời mình để đánh một canh bạc mà không biết kết cục thế nào hay sao? Nghĩ tới đây trong lòng công chúa Vĩnh Phúc liền bật lên nói, Vậy bổn công chúa nên làm thế nào? Dương đại nhân, người túc trí đa mưu, người nhất định là có cách đúng không? Dưới sự kinh hoàng, nàng xưng hô theo thói quen, Dương Lăng thấy nàng sợ hãi, mặt trắng bệch ra, trong lòng cũng thấy mềm nhũn. Nhưng hắn có thể giúp được cũng chỉ có hạn, chỉ có thể trấn an. Chế độ của hoàng gia Dương Lăng không dám tự ý thay đổi, nhưng tính tình của điện hạ Dương Lăng ít nhiều cũng hiểu. Ngày mai lân tuyển, Dương Lăng nhất định sẽ tận tâm tận lực tranh thủ mà tuyển ra người để công chúa hài lòng. Công chúa Vĩnh Phúc có chút buồn bã, nàng lướt mắt nhìn Dương Lăng một cái, bỗng quay người đi, kìm nén cảm xúc, dùng giọng nói cứng nhắc mà nói, vậy cả đời bổn công chúa đều nhờ cậy vào uy quốc công rồi. Dương Lăng cũng không biết phải nói gì, hắn cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng, nhảy vào thách chiến với đỉnh cao của xã hội, lễ giáo đại minh, vi phạm hoặc tự ý sửa chế độ hoàng gia để công chúa Vĩnh Phúc chọn được người đàn ông vừa ý. Nếu cầu xin hoàng thượng mở lời vàng... Ý nghĩ này chợt lóe lên ở trong đầu. Không được, chuyện khác hoàng thượng định đoạt được. Việc chọn phò mã, hoàng thái hậu còn có quyền hơn là hoàng thượng nhiều. Bà sẽ cho phép người trong thiên hạ xem hoàng gia là trò cười hay sao? Để công chúa xuất đầu lộ diện chọn phò mã của mình hay sao? Dù thái hậu đồng ý, với tính cách của Vĩnh Phúc cũng không thể làm được. Dương Lăng lắc đầu, chỉ thở dài nói, Dương Lăng tuân mệnh, điện hạ, Dương Lăng xin cáo từ. Công chúa Vĩnh Phúc quay lưng gật đầu với hắn, hai hàng nước mắt từ từ lan xuống. Quốc công đi thông thả, Vĩnh Phúc không tiễn. Dương Lăng thi lễ, lặng lẽ lôi ra phía sau hai bước, lướt cái cuối cùng về phía của nàng công chúa Đại Minh đầy sủng ái. Lưng của nàng vẫn xinh đẹp, nhưng lúc này lại đầy đau thương và bất lực. Trong lòng của Dương Lăng cũng không vui, duy chỉ biết khẽ thở dài, im lặng đi ra khỏi đại điện. Công chúa Vĩnh Thuần đang thấy thú vị, bỗng thấy tỷ tỷ quay người lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi, không khỏi mở tròn hai mắt kinh ngạc. Chu Tương Nhi nhàm chán, cũng học theo nàng, quỳ xuống thảm suy nghĩ. Lúc này, Dương Lăng đã đi ra khỏi đại điện, công chúa Vĩnh Phúc nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã đi xa, tiếng khóc cũng không kìm được nữa. Nàng nằm dài lên bàn, nắm chặt tay lại, gào khóc, khóc đến nỗi đôi vai run run. Chu Tương Nhi thấy thế liền giật mình lên tiếng, bị Vĩnh Thuần sớm đã chuẩn bị trước, bịt miệng lại. Hai mắt của Chu Tương Nhi mở trừng trợn lên, quay đầu sang nhìn Vĩnh Thuần, sau đó hai đầu nhét chung một chỗ, cùng nhìn ra ngoài. Công chúa Vĩnh Phúc nước mắt đầm đìa, thương tâm khóc lóc. Muốn ta tự tìm người mình thích ư? Ta thích thì có tác dụng gì chứ? Ta thích ngươi, nhưng ta có thể lấy ngươi không? Thậm chí ta cũng không thể thổ lộ tâm sự của mình với bất kỳ ai kìa. Nếu ta không gặp ngươi thì tốt biết mấy. Vì sao phụ hoàng lại chịu ngươi về kinh đây? Vì sao lại để ta gặp ngươi? Vì sao hắn ta lại lấy vợ sớm như vậy? Vì sao? Vì sao ta lại là một công chúa đây? Công chúa Vĩnh Thuần vỗ mông Chu Tương Nhi, hai người thận trọng lùi ra phía sau, sau đó lặng lẽ vòng qua góc điện, thở dài, rón rén xuyên qua cửa lệch bên tường tới phía sau, hổn hển thở dốc mấy cái. Vĩnh Thuần, tỷ tỷ ngươi thích Dương Lăng, tỷ ấy thích cái họ Dương kia kìa. Vừa nín thở, Chu Tương Nhi đã khẽ kêu lên. Ừ, ta biết rồi. Vẻ mặt của Vĩnh Thuần căng lên, rất nghiêm túc. Vậy làm sao bây giờ? Chu Tương Nhi rất khẩn trương nói. Không cần căng thẳng, con gái tầm thích một người đàn ông, người đó còn có một đống lão bà, rất là mất mặt đấy.
Người dám nói ra để tỷ tỷ ta mất mặt, sau này ta sẽ không thèm để ý tới người nữa đâu. Vĩnh Thần không yên tâm dặn dò. Ừ, nhưng trưởng công chúa thích Dương Lăng. Chu Tương Nhi ngẫm lại vẫn không yên tâm lại hỏi. Vậy thì thế nào? Chờ tỷ ấy tuyển phó mã được rồi thì sẽ không thể thích hắn được nữa rồi. Hơn nữa bây giờ chỉ là thầm thích hắn mà thôi. Hai người lại không có quan hệ sắc thịt, lẽ nào đường đường công chúa còn phải làm thiếp của hắn hay sao? Vĩnh Thần không cho là đúng nói. Tim của Chu Tương Nhi đập thình thịch, vẻ mặt trắng bệch. Thế sao? Có quan hệ sắc thịt thì được lấy hắn sao? Vĩnh Thần lừa một cái, giống như đang nói với tiểu đại nhân. Ngươi ở Thục Vương phủ chưa học nữ giới và nữ huấn sao? Người phụ nữ có tứ hạnh, một là đức, hai là ngôn, ba là dung, bốn là công kìa. Thanh nhàn trinh tĩnh, thủ tiết chỉnh tề, hạnh mình có hổ thẹn, động tĩnh có phép, gọi là đức. Người con gái phải hiền lương trinh tiết, theo suốt từ đầu tới cuối. Thân thể chỉ có phu quân mình mới được động vào thôi. Nếu người đàn ông khác động tới, đó là làm vần đục thanh danh. Nàng lấy bàn tay nhỏ bé của mình khua một đao. Xoẹt xoẹt, huých huých. Chu Tương Nhi hoảng sợ, bỗng cảm thấy hai chân mềm nhũn ra, ngón chân bị co rút, giống như đứng không vững rồi. Vẻ mặt của Vĩnh Thần hung tợn. Cái này cũng chưa đáng là gì. Một người phụ nữ trinh liệt, thực sự còn phải nghĩ cách để giết chết những tên vô lễ với ngươi. Chém thành trăm mảnh, nghiền xương thành tro. Sau đó cả đời không lấy chồng để thể hiện sự trong trắng kìa. Nếu không, sẽ theo hắn để tính sổ. Đó gọi là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lấy cái đòn gánh thì ôm lấy nó mà đi. Nếu không, không ai thèm để ý tới, đặc biệt là chúng ta. Công chúa Vĩnh Thuần hất cằm lên, kiêu ngạo mà nói. Chúng ta là công chúa, hoàng gia là đại diện thiên hạ, là con gái của hoàng gia, càng phải làm gương làm mẫu kìa. Đương nhiên. Chu Tương Nhi cười hai tiếng ngượng ngùng. Vậy chúng ta làm gì đều không tốt, mau trở về thôi. Lát nữa trưởng công chúa trở về tẩm cung không thấy chúng ta, nói không chừng sẽ nghi ngờ kìa. Vĩnh Thuần đảo mắt, bỗng vỗ tay nói. Về, để ta cho người quan sát, xem chờ tới khi tuyển chọn phó mã vào cung, chúng ta sẽ đi xem. Tỷ tỷ không phải đã thích Dương Lăng rồi chứ? Chúng ta sẽ tìm một người tính tình rồi tướng mạo tương tự như hắn ta, nói cho mẫu hậu biết người trong lòng tỷ tỷ. Vẫn là ta chủ ý nhiều, thôi mau về thôi. Chu Tương Nhi cúi đầu nhìn xuống chân của mình, ánh mắt có chút hơi dại ra. Nàng ngẩng đầu lên nhìn công chúa Vĩnh Thuần đã đi xa rồi, lúc này mới vội đuổi theo. Bộ hộ cấp sự trung Hoàng Cảnh đang quét tuyết được đô phủ phân công cùng với tổ của Dương Thận, một xúc tuyết, một xách giỏ. Thấy hai vị công chúa khoan thai đi tới, Hoàng Cảnh mắt phải bầm tím, đỡ giỏ, nhắm một mắt lại, lên tiếng hỏi. Ây, vị phía sau nhìn trang phục cũng là một vị hoàng thân quốc thích, nhận ra không vậy? Hai má của Dương Thận bị cha mình đánh cho đỏ ửng lên. Y tức giận xúc tiết đổ lên giỏ, lại nện chặt xuống, cố ý làm cho chiếc giỏ nặng hơn, lúc này mới ngẩng lên nói. Biết, đó là tiểu quận chúa của Thục Vương Phú, sắp được tấn phong làm công chúa. Mà sao? Dương Thận nhổm người lên, bàn tay lạnh, đáp chán, nheo mắt nhìn. Tiểu quận chúa đi đường sao lại có chút như bị tập tễnh vậy? Lúc bấy giờ Dương Lăng rời khỏi cung khai hoàng, Lưu Đại Bổng Trùy liền tới nghênh tiếp. Hắn nói, quốc công, người phải đi truy tung tích của Hồng Nương Tử đã mất dấu rồi. Cô ta quá là thông minh, xuyên qua đường phố đi vào ngõ ngách. Người của chúng ta lại không dám bám theo quá gần. Hơn nữa đường tuyết, kết quả là... Dương Lăng gật đầu nói, thông báo xuống, sai người đi về phía Bá Châu truy xét. Còn nữa, điều tra tình hình chính trị quan lại Bá Châu. Ngoài ra cử thêm người trọng điểm theo dõi chú Đức An. Hắn ta từ binh bộ điều lệnh xuống phía nam. Hồng Nương Tử có đến 8-9 phần là tụ chúng ám sát. Cử thêm vài người nữa, không được để cho nàng giết chết Chu chỉ huy. Cũng không được làm nàng bị thương. Vâng. Lưu Đại Bổng Trùy ngoắc tay gọi một thị vệ tới, thấp giọng dặn dò. Dương Lăng quay người lên ngựa, cao giọng nói, đi Chư Vương quán. Ngồi trên ngựa, Dương Lăng thầm nghĩ, thôi lão đạo chúng tên mặt chết, xem ra không thể là giả được. Thôi anh nhi theo đuổi Chu Đức An tới kinh thành, có lẽ cũng thực sự là vì báo thù kìa. Nhưng nàng ta tới tìm mình, không khỏi quá đột ngột, quá bất thường. Hồng Nương Tử là người thế nào chứ? Một câu hào khí ngất trời, nào có thể hình dung hết được người con gái hiếm thấy này. Hàng chục vạn quân bao quanh, nàng thản nhiên phá thành mà ra. Tiêu Dao quay lại, không hề khiếp sợ. Ở Đại Đồng, biểu hiện của nàng càng cân quốc, không thua gì đấng mày râu. Rốt cuộc là vì cái gì khiến nàng trở nên nhu nhược bất lực như vậy đây? Nàng nhất định có ẩn tình lớn. Có lẽ Dương Hổ vô sỉ phản bội, mình và nàng nghiệt duyên chảy xu đất khiến cho nàng thực sự có tình cảm với mình. Thế nhưng với tính cách của nàng, không thể dễ dàng đi cầu xin người khác như vậy. Nhất định là còn có chuyện trọng đại. Có thể là chuyện gì đây? Ngựa đã tới ngã tư đường phố, chính là hộ tiểu gia mà lúc sáng sớm hai người đã gặp nhau. Gió tuyết đã dừng, kỳ phiên vẫn tung bay, người thì nơi nào rồi,
người đó ở nơi nào rồi đây? Oanh Nhi, ta thực sự muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng, thế nhưng ta không thể giúp nàng làm chuyện ác được. Ở nàng, đó là thủ giết cha không đội trời chung, nhưng ở ta lại là một vị tướng lĩnh có công được ca ngợi. Đứng trên lập trường của ta, bất luận thế nào cũng không thể bỏ qua vương pháp để nàng giết người được. Nếu ta làm như vậy, có khác gì với Dương Hổ vì tư lợi mà không từ thủ đoạn đâu. Ta là quan, nàng càng muốn làm tặc, giúp nàng mất đi lập trường của ta, không giúp nàng mất đi nàng. Hay, vì sao mỗi lần gặp nàng liên lụy tới nàng, ta đều không thể không đưa ra lựa chọn vậy? Ở ngoại ô kinh thành là như vậy, Đại Đồng là như vậy, mà ở đây vẫn là vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 153 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.